Xin chào các bạn, trước mặt các bạn đang là một sản phẩm rất tự hào của người Việt Nam, đó chính là chiếc BKV Bphone 3. Bây giờ thì mình đang có mặt ở bàn trải nghiệm và mình sẽ review tương đối chi tiết cho các bạn về cái sản phẩm này nhé. Đầu tiên là về mặt thiết kế này, cái cảm giác cầm nắm của mình đối với cả chiếc Bphone 3 này thì nó khá là nhẹ, mình cảm giác cầm lên rất là nhẹ nhàng luôn. Và có một cái điểm rất là hay đấy là khi mà chúng ta lật lại mặt sau của cái sản phẩm Bphone 3 này thì cái mặt lưng kính này của nó này cực kỳ là bóng bẩy và chúng ta nhìn giống kiểu là các sản phẩm làm từ gốm ấy. Phần khung này của BKV thì cũng được làm từ kim loại luôn. Và năm nay có một cái điểm rất là hay, đó là BKV Bphone 3 đã hỗ trợ cái khả năng chống nước rồi. Đấy, và hỗ trợ khả năng chống nước nên là cái mức độ hoàn thiện mình nhìn vào cái sản phẩm này là cực kỳ tốt này. Mức độ hoàn thiện là cực kỳ tốt. Ở phía mặt trước này thì chúng ta sẽ có một cái điều mà BKV nhấn mạnh trong ngày hôm nay, đó là cái viền dưới này là viền không cằm. Và BKV họ đã tối ưu hóa cái viền dưới này, nó mỏng tới mức tối đa luôn. Và nếu mà so với cả các cái chiếc điện thoại Android thì thực sự là BKV Bphone 3 năm nay làm cái viền dưới nó cực kỳ mỏng. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm với một cái màn hình với kích thước là 6 inch. Đấy, theo mình đoán là 6 inch, thực ra là BKV họ không công bố cái kích thước màn hình này đâu. Đấy, nhưng mình đoán đây sẽ là một cái màn hình có kích thước là 6 inch. Độ phân giải của chúng ta sẽ là Full HD cộng, nhưng mà cái kích thước màn hình nó sẽ là 18:9. Nó cái màn hình ở phía trên này, cái phần viền ở phía trên này thì mình thấy là hơi dày, và theo BKV công bố là ở đây thì để các cái cơ khí khác của cái sản phẩm, ví dụ như là chúng ta sẽ có là loa thoại này, camera trước của sản phẩm này nó rơi vào khoảng 8 megapixel. Đây mình sẽ thử nghiệm camera trước luôn. Camera trước thì cũng nói là camera AI đây, và các bạn có thể thấy là camera trước của Bphone 3 có một góc chụp khá rộng. Rồi, bọn mình sẽ đánh giá chi tiết về camera trước này sau nhé. Bây giờ quay trở lại với cả các cạnh của sản phẩm ấy thì năm nay BKV vẫn giữ nguyên cái cổng USB Type-C. Chúng ta sẽ có loa ngoài ở đây và một cái mic thu âm. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là cái khay để chứa SIM. Ở bên trên này thì chúng ta sẽ chỉ có thêm một cái mic phụ để thu âm thôi. Và ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng ở đây. Và cái phía mặt sau này của BKV Bphone 3 ấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái camera tương đối lồi. Cái camera này thì sẽ có độ phân giải là 12 megapixel và camera này thì cũng là camera AI luôn. Chúng ta sẽ có thêm đèn flash cap. Và cái điểm nhấn về camera thì năm nay Bphone nói rằng là camera này sẽ là camera trí tuệ nhân tạo, chụp ảnh rất đẹp mắt. Đó, ở đây chúng ta sẽ có thêm cái cảm biến vân tay, logo chữ B. Và phía dưới này chúng ta sẽ có một cái dòng chữ rất tự hào của người Việt Nam, đó là Design by BKV Made in Việt Nam. Ok, bây giờ quay trở lại với cả cái phần mặt trước này của Bphone nhé. Thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm như thế này. Đấy là những cái trải nghiệm mà BKV nói rằng đó là những trải nghiệm vuốt chạm. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ mình sẽ vào phần điện thoại này, mình muốn thoát ra khỏi ngoài màn hình home, mình sẽ vuốt lên này để thoát này. Đấy, các cái thao tác cử chỉ như này chắc là các bạn cũng đã gặp ở trên một số các sản phẩm rồi. Đấy, tuy nhiên là ngày xưa ấy, BKV nói rằng là họ đã làm ở trên Chrome này rồi, chứ không phải là bây giờ họ mới làm các cái thao tác vuốt chạm như thế này. Đấy, ngày xưa là trên Bchrome là họ đã làm rồi. Đây, ví dụ như các cái thao tác vuốt chạm ở trên Bchrome chẳng hạn, ví dụ đây chúng ta vuốt như này này. Ở đây là cái bản demo nên là mình vuốt nó chưa được chuẩn cho lắm. Đấy, thì mình sẽ thử những cái tính năng này sau. Đấy, về vuốt chạm nhé, ví dụ các bạn vuốt lên và giữ im thì nó sẽ ra phần đai nghiệm này. Đó, tiếp tục nữa là ví dụ như chúng ta muốn bách lại, chúng ta có thể kéo ra như này. Đấy, các bạn thấy không? Hoặc là chúng ta kéo ra như này. Thì thực ra là chúng ta cũng đã gặp ở trên một số các sản phẩm rồi. Và có thêm một tính năng vuốt chạm nữa rất hay. Đấy là nếu mà chúng ta thay đổi cái đây, nếu mà chúng ta giữ im ở phía cạnh, chúng ta kéo ra. Đấy, đây mình kéo lại nhá, giữ im ở phía cạnh kéo ra như này thì nó sẽ ra những cái phần mà các bạn có thể bật tắt được, ví dụ như là tăng giảm độ sáng này. Đó, hoặc là tăng giảm âm lượng này. Đó, điều chỉnh wifi thì cái giao diện này thì các bạn thấy là rất là giống giao diện của iPhone, đúng không nào? Đấy, bây giờ thì mình sẽ thử nữa nhá. Nếu chúng ta giữ im ở đây, đấy, giữ im bên cạnh, chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng như này, rất là hay, đúng không nào? Đấy, tiếp theo nữa nè, chúng ta giữ im ở đây, chúng ta kéo lên như này, đó là chúng ta có thể điều chỉnh được âm lượng, giữ ở từng cạnh, và mỗi cạnh là nó là khác nhau. Và về cấu hình ấy thì BKV Bphone 3 thì thực ra là sẽ có hai phiên bản, một phiên bản gọi là Bphone 3, một phiên bản thì gọi là Bphone 3 Pro. Thì đối với cả Bphone 3 thì nó sẽ sở hữu con chip Snapdragon 636, RAM là 3GB. Còn đối với cả Bphone 3 Pro thì nó sẽ sở hữu con chip Snapdragon 660, RAM sẽ là 4GB và màu sắc khác. Cái khung viền của cái sản phẩm Pro thì nó sẽ là khung viền màu vàng. Và lát nữa thôi thì mình sẽ review chi tiết hơn cho các bạn về cái sản phẩm Bphone 3 Pro. Đó, về để em xem còn những cái điều gì để nói về cái sản phẩm này nữa không. Về để xem nào.
Đấy, đấy là các cái thao tác vuốt chạm. Về còn về khả năng kháng nước kháng bụi thì năm nay BKV đã công bố cái khả năng kháng nước kháng bụi cho sàn này, đó là chuẩn IP68. Đấy, với chuẩn IP68 thì chúng ta hoàn toàn có thể đi bơi với cả cái sàn này được. Về thời lượng pin thì BKV không công bố đấy, tuy nhiên là trong cái trình chiếu của họ thì họ nói rằng là cái dòng này có thể on screen được lên tới 8 tiếng đồng hồ. Thì đấy cũng là một trong những cái thời lượng sử dụng pin khá là tốt. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải có máy trực tiếp mà chúng ta trải nghiệm qua một vài ngày thì chúng ta mới có thể đánh giá được chi tiết thời lượng pin của cái dòng này nó như thế nào. Nói chung ý là Bphone 3 2018 mình đánh giá rất cao, đặc biệt là về mức giá 6 triệu 9 của nó thì mình đánh giá cực cao. Tất cả những cái công nghệ mà BKV đưa vào đây cùng với mức giá thì thực sự là cực kỳ hấp dẫn. Và nếu mà bạn nào mà muốn ném đá BKV, hoặc là nếu mà bạn nào cho rằng là với mức giá 6 triệu 9 nó không hợp lý, thì các bạn có thể mua những cái sản phẩm kiểu như là Samsung Galaxy Z8 đấy. Nhưng mà Z8 mà so với con này thì chắc chắn là không thể ăn được. Đó, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Bphone 3? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Rất cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.